Ngày hôm nay, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng đỉnh cao, chấn động địa cầu đã dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2019. Điện Biên Phủ là trận chiến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phương châm tác chiến, đánh chắc, tiến chắc của quân và dân ta đã thành công rực rỡ. Sau 9 năm nếm mật nằm gai với biết bao mồ hôi và xương máu đổ xuống, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi, đập tan hoàn toàn chế độ xâm lược gần 100 năm của kẻ thù, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới, vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình. Những ngày này, hàng loạt sự kiện trang trọng ý nghĩa đã được tổ chức để kỷ niệm thiên sử vàng này trong lịch sử dân tộc. Tối qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Tại buổi lễ, 500 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 162.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa Trang, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, cống hiến trí tuệ, sức trẻ, tích cực xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.